Thể thao TV xin trân trọng giới thiệu giải quần vợt các cây vợt xuất sắc toàn quốc 2011. Giải đấu hội tụ của các ngôi sao xuất sắc nhất khép lại một năm thi đấu đầy sôi động. Giải đơn nam hội tụ những cây vợt xuất sắc nhất trong cả nước: Đỗ Minh Quân, Lê Quốc Khánh, Hồ Huỳnh Đan Mạch. Giải đơn nữ cũng không kém phần cuốn hút với sự góp mặt của Huỳnh Phương Đài Trang, Trần Lam Anh và Trần Thị Tâm Hảo. Hãy cùng Thể thao TV dõi theo những cuộc so tài đẳng cấp, nảy lửa và đầy hấp dẫn để chọn ra người xuất sắc nhất trong những người xuất sắc của làng banh mỉ Việt Nam. Đón xem từ ngày 10 đến 18 tháng 12 tại khu liên hợp thể thao Tuyên Sơn, thành phố Đà Nẵng. Và trực tiếp chỉ có trên Thể thao TV. Mọi nhu cầu quảng cáo xin vui lòng liên hệ Công ty Cổ phần Truyền thông Bóng đá Việt Nam, 18 Lý Văn Phúc, Đống Đa, Hà Nội. Hotline 0904 10 10 01.